Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hồ Mẫu Ngoạt, cựu trợ lý Tổng Bí Thư đã làm ông Nguyễn Phú Trọng mất uy tín như thế nào. Lâu nay, số đông dân chúng Việt Nam vẫn dành cho Nguyễn Phú Trọng một sự thán phục. Họ trầm trồ ca ngợi rằng chưa có một lãnh đạo cấp cao nào của Việt Nam dám kỷ luật cách chức cả chủ tịch nước và tống vào tù hàng chục, thậm chí hàng trăm lãnh đạo cấp cao khác. Có lẽ đa số những người khen Tổng Bí Thư Trọng là người kém hiểu biết, không tiếp cận được với thông tin đa chiều của thế giới nếu họ biết đó chính là cái ma thuật của ông Tổng Trọng. Không rõ họ có còn tôn sùng ông nữa hay không. Bởi ông Trọng là người tạo ra và khởi xướng đốt lò, nhưng ông cũng chính là người tạo ra củi. Và cái vòng luẩn quẩn đó sẽ không bao giờ có hồi kết thúc. Tổng Bí Thư, cán bộ sai phạm tự giác xin nộp lại tiền thì miễn xử hoặc xử nhẹ. Có nghĩa là chống tham nhũng ở Việt Nam là một bản trường ca bất tận, và một khi còn tham nhũng thì vẫn còn lý do để ông Tổng Trọng kiếm cớ ngồi lại mãi ở cái ghế Tổng Bí Thư. Đó cũng là lý do vì sao Tổng Trọng chống tham nhũng mà lại có chủ trương cán bộ nào đã có sai phạm rồi tự giác xin thôi, tự giác xin nộp lại tiền miễn xử hoặc xử nhẹ, và không cứ phải xử nặng mới là tốt, cách trước hết tất cả mới là tốt. Chủ trương kỳ cục này còn được ông Bộ Chính trị và Ban Bí thư nghị kết hóa theo yêu cầu của ông Tổng Bí thư. Đó là thông báo số 20 vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 của Bộ Chính trị cho phép lãnh đạo từ ủy viên trung ương trở lên nếu tham nhũng khắc phục hậu quả và chủ động xin thôi chức sẽ được miễn truy tố hình sự. Dư luận và giới thạo tin cho rằng tinh thần thông báo số 20 như vừa kể trên là một cái mẹo của Tổng Bí thư. Bởi kẻ tạo điều kiện cho bọn chuyên chạy án tham nhũng chính là trợ lý của Tổng Bí thư Hồ Mẫu Ngoạt. Nói đến Hồ Mẫu Ngoạt, trợ lý Tổng Bí thư, người ta thường nghĩ ngay đến chuyện chạy án và chạy ghế. Giới buôn vua cung đình nói rằng trợ lý Tổng Bí thư Hồ Mẫu Ngoạt là ông trùm của giới chạy án và chạy ghế. Tới mức trong hai lĩnh vực vừa kể trên, nếu Hồ Mẫu Ngoạt là hạng thứ hai thì không có ai là hạng thứ nhất. Tất cả mọi việc miễn chồng đủ tiền, thậm chí là rất nhiều tiền, như triết lý của trùm xã hội đen năm cam, thì đều có thể thu xếp. Khi tiền chồng đầy đủ thì trợ lý Hồ Mẫu Ngoạt giải quyết trong phút một. Một trong những lý do vì sao rất nhiều ủy viên trung ương khóa trước bị kỷ luật hay chờ kỷ luật mà đến đại hội đảng khóa sau vẫn được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa vào cơ cấu để trở thành ủy viên trung ương, ủy viên Bộ Chính trị là vì như vậy. Được biết tất cả đều là theo đề nghị của trợ lý Hồ Mẫu Ngoạt với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nghĩa là không chỉ nhận tiền giúp chạy án cho thoát án kỷ luật, trợ lý Ngoạt còn làm dịch vụ các đối tượng đó để đưa lên chức cao hơn và ăn cú đúp, đúp lề. Nghĩa là ăn hai lần. Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, mặc dù đã già nua nhưng vẫn ngồi đến nhiệm kỳ thứ ba, hoàn toàn trái với điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Rất may trong Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trước Đại hội 13, theo giới thạo tin, cụ thể là vào trung tuần tháng 9 năm 2020, một ủy viên trung ương phụ trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã chủ động gặp và yêu cầu Tổng Bí thư Phạm Trọng phải cho trợ lý Hồ Mẫu Ngoạt nghỉ hưu ngay lập tức, nếu không sẽ chuyển hồ sơ cho các cơ quan chức năng xử lý bằng pháp luật. Chỉ sau đó đúng 2 tuần, Hồ Mẫu Ngoạt lặng lẽ khăn gói quả mướp về vườn. Chính vì nghề chạy án và chạy chức lộ liễu nên sau đại hội lần thứ 12, Hồ Mẫu Ngoạt không trúng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Theo quy định, nếu không phải là Trung ương ủy viên thì Hồ Mẫu Ngoạt không đủ tiêu chuẩn đảm trách chức vụ trợ lý Tổng Bí thư. Nhưng vì mối quan hệ vừa thâm vừa sâu nên Tổng Trọng bất chấp quy định vẫn để cho Hồ Mẫu Ngoạt tiếp tục làm trợ lý của mình. Và thế là ông Ngoạt lại tiếp tục làm mưa làm gió. Ông Nguyễn Phú Trọng từng nói rằng tiền nhiều để làm gì. Đám thân cận với ông Trọng cho biết là để nhắc đàn em họ, Hồ liệu mà trung chi, tao biết cả đấy. Cựu trợ lý Tổng Bí thư Hồ Mẫu Ngoạt, người ngồi sau lưng ông Tổng. Nói một cách thẳng thắn, các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam có chung một nhận xét thống nhất cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chẳng có khả năng và tài cán gì. Sự thành công của ông Trọng trong cuộc chiến đấu đốt lò thực chất là cuộc thanh trừng phe phái, hoàn toàn do bàn tay của Trung Quốc giúp đỡ và chỉ đạo. Sắp tới đây, khi Trung Quốc hoàn toàn mất lòng tin, chỉ cần Bắc Kinh buông tay thì lập tức ông Trọng sẽ tàn đời. Khi ấy, không chỉ bản thân ông Tổng Bí thư mà cả gia đình và đàn em của ông chắc gì
đã được yên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Hồ Mẫu Ngoạt, cựu trợ lý Tổng Bí thư, đã làm ông Tổng Bí thư Trọng mất uy tín như thế nào. Liệu Võ Văn Thưởng có được ghi danh trong bảng phong thần yếu nhân bị Trung Quốc hạ độc hay không? Truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin, theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Việt Nam ông Võ Văn Thưởng đã lên đường sang Trung Quốc dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3 được tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 10. Bản tin cho biết đây là một trong những hoạt động giao lưu tiếp xúc cấp cao và các cấp diễn ra thường xuyên với các hình thức linh hoạt giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nội dung bản tin kể trên, giới quan sát nhận xét là hời hợt. Sự kiện này không được phía Việt Nam đánh giá cao. Ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng tại diễn đàn cấp cao hợp tác Vành đai và Con đường vào tháng 5 năm 2017. Các hình ảnh và thông tin của truyền thông Trung Quốc về lễ khai mạc diễn đàn Một Vành đai, Một Con đường vào sáng ngày 17 tháng 10 cho thấy Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng được nước chủ nhà Trung Quốc bố trí cho một chỗ đứng không thể nào khiêm tốn hơn. Cụ thể, ông Võ Văn Thưởng được xếp chỗ đứng ở ngoài rìa, chỉ còn cách một người sang bên trái trong bức hình lễ khai mạc. Điều này đã khiến nhiều người thấy ngao ngán, cảm thán cho rằng lãnh đạo Việt Nam tham dự diễn đàn Một Vành đai, Một Con đường với tư cách trầu rìa. Đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đó là lý do trước chuyến đi ông Võ Văn Thưởng sang Bắc Kinh lần này, dư luận và mạng xã hội Việt Nam đánh giá chuyến đi trầu Bắc Kinh của Võ Văn Thưởng lần này lành ít dữ nhiều. Và tại sao lại như vậy? Dư luận dấy lên lo ngại rằng Võ Văn Thưởng có mang về nước chỉ lệnh gì của ban lãnh đạo Bắc Kinh và liệu Hà Nội có ngày càng lệ thuộc vào Thiên Triều hơn hay không? Bên cạnh đó, nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại rằng liệu Chủ tịch Võ Văn Thưởng có để xảy ra mệnh hệ gì trong chuyến đi Bắc Kinh lần này hay không? Bởi người ta đối chiếu với thông tin từ tạp chí Cộng sản vào ngày 16 tháng 5 năm 2017 khi đó cho biết Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường. Theo đó, ngày 15 tháng 5, hội nghị bàn tròn các nhà lãnh đạo trong khuôn khổ diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế về Vành đai và Con đường đã được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Lâu nay, dư luận đã khẳng định chắc chắn rằng cố Chủ tịch Trần Đại Quang đã dính bệnh lạ trong chuyến đi Bắc Kinh tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế về Vành đai và Con đường được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào năm 2017. Đây là chuyến đi tương tự Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vào lúc này. Bất kể có những ý kiến trước chuyến thăm Chủ tịch Thưởng, có những nhận định cho rằng Võ Văn Thưởng và Bộ Sậu thăm Trung Quốc là tin không tốt cho Vương Đình Huệ hay Phạm Minh Chính. Bởi dấu hiệu này cho thấy Võ Văn Thưởng mới là người kế nhiệm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản khi Nguyễn Phú Trọng rút lui khỏi chính trường. Đại diện các nước tham gia diễn đàn Một Vành đai, Một Con đường đang tiến hành tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhưng suy đoán của số đông cho rằng căn cứ vào thái độ và cách đón tiếp của Tổng Cảnh Bình và ban lãnh đạo Trung Nam Hải với Võ Văn Thưởng sẽ biết kết quả cũng như tương lai về sáng kiến Vành đai và Con đường, cũng như chủ trương cộng đồng chung vận mệnh, mong Tập Cận Bình bằng mọi cách ép ban lãnh đạo của Hà Nội phải chấp nhận tham gia. Và nếu Võ Văn Thưởng có biểu hiện không tham gia, thì chuẩn bị về lo chuyện hậu sự cũng không phải là quá sớm. Trước đây ít lâu có những thông tin về việc Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ngã bệnh vào cuối tháng 11 năm 2022. Theo đó, trước khi ông Thành ngã bệnh, có hai sự kiện đáng chú ý như sau. Thứ nhất là chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào cuối tháng 10 năm 2022 để kết thúc sớm so với kế hoạch một ngày. Lý do Bắc Kinh ép Tổng Bí thư Trọng ký biên bản ghi nhớ quy hoạch tuyến đường sắt khổ rộng 1435 Hà Khẩu, Lào Cai, Hải Phòng. Một tuần sau, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành sang làm việc tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Sau khi trở về, ông Thành đã đột ngột đi Nhật để mà chữa bệnh lạ. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Theo đồn đoán của mạng xã hội Trung Quốc vào thời điểm đó cho rằng ông Lê Văn Thành không chịu ghi nhận, chứng thực biên bản ghi nhớ đã ký do ông Nguyễn Phú Trọng với Tập Cảnh Bình nên mới xảy ra cơ sự. Xin nhắc lại ý kiến của nhà văn Phạm Viết Đào, cựu trưởng phòng thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, viết trên trang Facebook cá nhân cho biết như sau. Có 5 yếu nhân ở Việt Nam nghi bị Trung Quốc hạ độc. Đó là Lê Đức Anh, Nguyễn Bá Thành, Trần Đại Quang, Lê Văn Thành, Nguyễn Chí Vịnh. Cả Nguyễn Bá Thanh và Trần Đại Quang
đều có những sự khác thường về sức khỏe sau khi đi thăm Trung Quốc trở về. Những điều vừa kể trên có lẽ 5-70 năm sau may ra sự thật mới được minh bạch hóa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin liệu Võ Văn Thưởng có ghi danh trong bảng phong thần yếu nhân bị Trung Quốc hạ độc hay không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.